Xin chào các cô dâu chú rể của chúng mình là Thảo, đến từ Phi Điệp Wedding. Hôm nay mình ở đây để chia sẻ với mọi người về một vật phẩm không thể nào thiếu trong tiệc cưới. Đó chính là bánh cưới mọi người ạ. Người Việt từ xưa đến nay thì thường có quan điểm là sẽ tặng bánh ngọt cho cô dâu chú rể với hy vọng là cuộc sống hôn nhân mới sẽ ngọt ngào giống như vị bánh. Đấy chính là lý do mà mọi người để ý trong chat ăn hỏi nhá, thường vẫn sẽ có bánh su xê này, bánh cốm này, bánh đậu xanh này, hay hiện đại hơn thì có bánh macaron. Đối với tiệc cưới thì bánh cưới là một phần không thể thiếu, còn bởi vì đi kèm với bánh cưới là nghi lễ cắt bánh của cô dâu chú rể. Trong lễ thành hôn thì cô dâu chú rể sẽ nắm tay nhau cắt chiếc bánh cưới như là một lời hứa hẹn rằng sẽ thủy chung, sẽ mãi bên nhau cho dù là gặp khó khăn. Đối với cả các quan viên hai họ thì việc có chiếc bánh cưới xuất hiện trong buổi tiệc cưới như là một lời cầu chúc đến các cặp đôi mới sẽ có được một cuộc sống hôn nhân luôn luôn bên nhau và luôn luôn trọn vẹn. Mặc dù bánh cưới là một vật phẩm xuất hiện trong mọi buổi tiệc cưới, tuy nhiên mình biết là có rất nhiều cô dâu chú rể hy vọng từng chi tiết trong đám cưới của mình đều sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân. Mọi người về khoản này thì đừng lo nha, bởi vì với sự tồn tại của bánh cưới qua rất nhiều năm thì hiện nay trên thị trường kiểu dáng của bánh cưới rất là đa dạng. Ở trong video này thì mình cũng sẽ gợi ý khoảng 5-6 kiểu dáng bánh cưới đang là xu hướng trong những năm gần đây để mọi người tham khảo. Trong số tất cả các kiểu dáng để trang trí bánh cưới thì bánh cưới có điểm hoa từ trước đến giờ vẫn luôn nhận được sự ưu ái của các cô dâu chú rể, chưa bao giờ lỗi mốt luôn mọi người. Bởi vì với những chiếc bánh này thì nó không chỉ mềm mại, không chỉ tinh tế, phù hợp cho một lễ cưới mà nó còn có thể ăn nhập với cả rất nhiều concept trang trí khác nhau. Những mẫu bánh điểm hoa là những mẫu bánh mà có trang trí thêm hoa 3D này, hay là hoa vẽ tay, hay là thậm chí là gắn cả hoa tươi. Trong số những lý do mà kiểu trang trí này được yêu thích, đấy là bởi vì nó có thể biến hóa rất là đa dạng theo nhiều tông màu, theo nhiều kiểu trang trí khác nhau, phù hợp với cả từng concept trang trí và cũng phù hợp với cả từng tính cách cá nhân của mỗi cô dâu chú rể. Nhưng mà đa phần thì đều sẽ tạo ra một cái vẻ trang nhã, tinh tế. Đấy chính là lý do mà kiểu trang trí điểm hoa này có thể gọi là kiểu trang trí kinh điển trong việc trang trí bánh cưới. Đối với những cô dâu chú rể nào mà sắp tổ chức đám cưới vào những ngày xuân hè tới đây thì mình cũng xin gợi ý luôn là mọi người có thể sử dụng phong cách trang trí này cùng với cả những tông hoa đa sắc màu, mang hơi hướng tự nhiên, thoải mái, phù hợp với cả những ngày xuân mà cây cối đâm chồi nảy lộc. Với những cô dâu chú rể nào mà đang tìm kiếm thêm một chút độc đáo, một chút lạ mắt cho chiếc bánh cưới của mình thì mình có thể đưa ra một vài gợi ý như thế này. Có những kiểu bánh cưới mà vẫn sử dụng hoa lá nhưng mà người ta sẽ sử dụng những chiếc lá khô và ép vào phía kem bên ngoài bề mặt của lớp bánh cưới. Những cái trang trí như vậy nó sẽ không quá đơn giản, nó vẫn lạ mắt, vẫn độc đáo, vẫn nhiều màu sắc nhưng mà nó lại không quá rườm rà như kiểu kết hoa 3D hay là gắn hoa tươi. Thực ra kiểu bánh cưới như vậy ở trên thế giới bây giờ đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích vì nó được lấy ý tưởng từ bộ phim nổi tiếng Yêu Nữ Hàng Hiệu. Nếu như mà bạn nào đã xem qua bộ phim này thì mình chắc chắn mọi người sẽ không thể nào quên hình ảnh của chiếc bánh này, đúng không? Bạn hướng đến một cái phong cách hiện đại, trẻ trung hơn, bớt rườm rà, vẫn đủ nhẹ nhàng, vẫn đủ tinh tế thì đây chính là một gợi ý vô cùng hữu hiệu dành cho bạn. Đặc biệt là những chiếc bánh cưới như thế này sẽ rất phù hợp với cả những buổi tiệc ngoài trời theo phong cách rustic hoặc là vintage chẳng hạn. Nhắc đến hai cái phong cách này thì mình sẽ có một gợi ý khác dành cho mọi người. Đấy là với những bạn nào sử dụng trang trí tiệc cưới có nhiều các cái chi tiết mộc như kiểu là phong cách rustic hay là vintage thì mọi người có thể nghĩ đến một kiểu bánh cưới trần. Bánh cưới trần có nghĩa là kiểu bánh mà sẽ không có lớp kem phủ ở bên ngoài. Thay vào đó thì mọi người sẽ nhìn thấy được trực tiếp từng lớp bánh và lớp cốt kem ở bên trong cùng với cả các họa tiết trang trí. Kiểu bánh này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà thực ra là nó sẽ tập trung vào phần trang trí phía bên ngoài, có thể kết hợp thêm các loại quả này, hoa hay là lá cây. Cái cách
Làm như vậy thì sẽ khiến cho cái bánh cưới của mình nó không lạc quẻ với cả concept trang trí chung của những buổi tiệc rustic hay là vintage. Tuy nhiên mọi người nên lưu ý là bánh cưới trần dạng như thế này thì chỉ nên làm với cả size bé thôi và sẽ phù hợp với những buổi tiệc thân mật quy mô nhỏ. Còn nếu như mọi người tổ chức những buổi tiệc có quy mô lớn, sử dụng những chiếc bánh cưới có kích thước lớn thì cách làm này sẽ không đủ độ hoành tráng và nhìn sẽ rất là thô. Thực ra với kiểu concept trang trí tiệc cưới nào thì cũng sẽ có một vài kiểu bánh cưới mà phù hợp. Ví dụ như những bạn mà thích concept metallic chẳng hạn, cá tính đúng không? Thế thì mình sẽ có những cái chiếc bánh cưới mà có thêm những cái điểm nhấn ánh kim hay là ánh đồng. Những cái điểm nhấn như vậy thì nó phủ sóng khắp mọi mặt trận mọi người ạ. Không chỉ ở trong trang trí bánh cưới đâu mà ở rất nhiều nơi đều yêu thích cái chi tiết này. Thế cho nên là khi mà mọi người đưa những cái chi tiết như vậy vào chiếc bánh cưới thì nó rất là bắt mắt. Đặc biệt mọi người nghĩ đi, dưới ánh đèn sân khấu đúng không? Vô cùng nổi bật luôn. Mình đảm bảo luôn là với những chiếc bánh cưới mà có thêm chi tiết ánh đồng hoặc ánh kim thì khi cô dâu chú rể của mình cắt bánh chắc chắn là quan khách sẽ không rời mắt khỏi luôn. Ngoài ra thì có rất nhiều cô dâu chú rể đến với bọn mình và nhờ được tư vấn về những cái concept khá là độc đáo, sử dụng nhiều những cái góc cạnh ấy. Thế thì với những cái concept này, mọi người có thể sử dụng những chiếc bánh cưới mà có kết hợp thêm các hình khối. Với những cái hình khối được cắt gọt sắc nét và tinh tế thì nó sẽ tạo nên một chiếc bánh cưới trông không quá rườm rà nhưng mà vẫn đủ sang trọng và đặc biệt là phù hợp, phải phù hợp với cả cái thiết kế của phòng tiệc nữa. Ngoài ra thì một trong số những kiểu trang trí tiệc cưới thường được sử dụng nhất cho những buổi tiệc hoành tráng đấy chính là phong cách luxury. Với cái phong cách này thì mình gợi ý cho mọi người một phương án mà mình nghĩ là cô dâu chú rể nào nếu có điều kiện thì nên thử trong đám cưới của mình sắp tới, bởi vì đây là một phương án mà đang được gọi là trên thế giới vô cùng yêu thích luôn. Kể cả ở Việt Nam thì một số người nổi tiếng như kiểu là diễn viên Nhã Phương và anh Trường Giang cũng sử dụng kiểu trang trí này cho đám cưới của mình. Đấy chính là những chiếc bánh cưới khổng lồ và được trang trí cầu kỳ, được đặt để một cách rất công phu trên một chiếc giá treo. Những chiếc giá này thì có thể làm từ kim loại, có thể làm từ nhựa, gỗ, vân vân mây mây, tùy thuộc vào concept trang trí chung. Thế nhưng mà nhìn chung thì nó sẽ giống như một tác phẩm nghệ thuật. Và cái khu vực mọi người để bánh cưới sẽ giống như là một khu vực trưng bày để các khách mời có thể ngắm nghía trong khoảng thời gian mà chờ đợi tiệc cưới. Nhân tiện đây thì mình cũng vừa nhớ ra một kiểu trang trí tiệc cưới theo phong cách thơ mộng, lâu đài, cổ tích một chút. Thế thì kiểu bánh cưới nào sẽ phù hợp? Thực ra thì với phong cách này mọi người có thể tham khảo kiểu bánh điểm hoa mà mình đã nói ở phần đầu tiên. Tuy nhiên với những cô dâu chú rể nào mà có dư giả một chút trong chi phí thì có thể nghĩ đến việc tạo hình những chiếc bánh cưới theo kiểu lâu đài. Ở Indo thì đây là một trong số những phong cách mà gọi là đi đầu luôn, bởi vì họ có một tiệm bánh chuyên tạo hình cho những chiếc bánh cưới theo kiểu lâu đài với một kích thước khổng lồ lên đến tận 7 mét. Mọi người thử tưởng tượng đi, một cái bánh cưới mà 24 nhân công làm trong vòng 1 tháng thì mới hoàn thiện là biết mức độ công phu đến như thế nào rồi. Thậm chí là người ta còn không thể sử dụng xe ô tô vận chuyển bình thường mà phải sử dụng xe tải mới có thể đưa được bánh cưới vào địa điểm tổ chức. Mình cảm giác như là việc đầu tư vào bánh cưới ở nước ngoài rất được xem trọng và rất được để ý. Tuy nhiên là ở Việt Nam thì là có phần bị xem nhẹ. Ở Việt Nam thì thường những chiếc bánh cưới sẽ có khoảng độ 4 đến 5 tầng, thế nhưng mà chỉ có tầng trên cùng là bánh thật thôi. Tuy nhiên ở nước ngoài thì dù bánh của bạn bé hay to thì toàn bộ chiếc bánh cưới đều là bánh thật. Bởi vì sau khi cô dâu chú rể hoàn thiện cái phần nghi lễ cắt bánh thì những chiếc bánh cưới sẽ được chia ra cho các quan khách cùng thưởng thức. Nhưng mà ở Việt Nam vì số lượng khách mời rất là đông cho nên nếu như chia chiếc bánh cưới cho mọi người thì khó lòng nào có thể chu đáo đối với cả từng người được. Đấy là lý do mà mình nghĩ là ở Việt Nam cái kiểu làm bánh thật một tầng ở bên trên nó lại thường được sử dụng đến như vậy. Tuy nhiên một số cô dâu chú rể đã đưa ra một những cái ý tưởng rất là thú vị đối với bọn mình, đấy chính là mặc dù là vẫn sử dụng bánh cưới một tầng bên trên là thật để đảm bảo được cái ngoại hình của bánh nó luôn được hoàn hảo,
thì bên cạnh đấy sẽ chuẩn bị những cái phần bánh cưới bên ngoài nhỏ, những phần nhỏ thôi, có cùng hương vị, cùng màu sắc, để chia cho các quan khách mà để cho mọi người vẫn có thể thưởng thức được bánh cưới. Vừa rồi mình đã chia sẻ khoảng 4 đến 5 kiểu dáng bánh cưới đang là xu hướng trong khoảng 2 năm gần đây. Hy vọng là đã gợi ý được cho mọi người một kiểu dáng phù hợp mà mọi người thích. Về giá cả nha, nói qua một chút thì giá cả của bánh cưới vô cùng đa dạng. Nó phụ thuộc vào kích thước cũng như là nguyên liệu sử dụng hay là mức độ công phu khi trang trí. Nhắc đến nguyên liệu thì mình sẽ chia sẻ luôn một số lưu ý về nguyên liệu làm bánh cưới để mọi người khi mà đến với cả các cái đơn vị làm bánh ấy thì sẽ có thêm một số thông tin để tham khảo. Đối với cả bánh kem nói chung thì sẽ có 4 nguyên liệu chủ yếu có thể sử dụng. Đấy là whipping cream, topping cream, kem bơ và đường fondant. Thì đối với cả bánh cưới, mọi người lưu ý cho mình là chỉ nên sử dụng kem bơ và đường fondant thôi. Bởi vì whipping cream hay topping cream mặc dù có giá cả phải chăng, thế nhưng mà cái mức độ chịu nhiệt của nó rất là thấp. Mọi người chỉ cần đưa từ tủ lạnh ra khỏi nhiệt độ phòng khoảng từ 10 đến 15 phút là những chiếc bánh với cả whipping cream hay topping cream nó đã bắt đầu chảy và tạo hình của nó không còn được nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Cho nên mọi người thử tưởng tượng đi, thậm chí còn dưới ánh đèn sân khấu nữa, thì những chiếc bánh sử dụng hai nguyên liệu này nó sẽ nhanh bị mất hình mất dạng như thế nào. Đối với cả kem bơ ấy thì cái mức độ chịu nhiệt tốt hơn được tầm từ khoảng 3 đến 4 tiếng ở trong nhiệt độ phòng và khả năng tạo hình của nó rất là ok. Giá thành thì chỉ mắc hơn so với whipping cream hay là topping cream một chút xíu thôi, nhưng mà thực ra là giá thành vẫn rất là ok. Đấy là lý do mà thường thì rất nhiều các dòng bánh cưới ở mức tầm trung sẽ sử dụng kem bơ. Tuy nhiên nhược điểm của kem bơ đấy chính là cái khả năng tạo ra một cái bề mặt mềm và mịn là rất là khó. Thường thì nếu mọi người nhìn kỹ sẽ vẫn thấy được những cái đường dao quệt bánh. Cho nên là nếu như mà chụp cận cảnh thì trông nó sẽ không được hoàn mỹ cho lắm. Hơn nữa là với những cái chiếc bánh mà làm từ kem bơ thì phải rất cẩn thận, bởi vì nếu như mà mọi người có sự cố mà quẹt qua dù nhẹ thôi nhá, thì vỏ bánh bên ngoài cũng vẫn có thể bị xước. Và khi mà nhìn xa thì có thể không thấy gì đâu, nhưng lúc chụp ảnh á, rất có thể là sẽ khi mà vào ảnh thì sẽ nhìn rõ những cái vết xước đấy. Để nói về nguyên liệu cao cấp nhất trong làm bánh cưới hiện nay thì phải kể đến đường fondant. Đây là một loại đường dẻo mềm bao phủ phía bên ngoài lớp bánh thay cho lớp kem. Với cả loại đường này thì khi mà mọi người nhìn sẽ có cảm giác như kiểu lớp kem bên ngoài là một thể thống nhất ấy. Trông nó sẽ rất là cao cấp và khác hoàn toàn, mọi người có thể phân biệt rất dễ dàng so với cả kem bơ. Ưu điểm của đường fondant đấy chính là khả năng chịu nhiệt tốt, có khả năng chịu nhiệt thậm chí là gấp đôi kem bơ từ 7 đến 8 tiếng ngoài nhiệt độ phòng hay là kể cả dưới ánh đèn sân khấu. Ưu điểm thứ hai nữa đấy chính là cái màu sắc nguyên bản của kem bơ là màu trắng ngà, thì màu sắc nguyên bản của đường fondant là màu trắng tinh. Với cái màu trắng tinh này thì kể cả như mọi người có không pha trộn màu hay là kể cả mọi người không trang trí quá phức tạp mà để nguyên một lớp bánh như vậy thì trông nó cũng đã đủ độ tinh tế rồi. Mọi người tưởng tượng đi, lớp trắng tinh của lớp bánh cưới như vậy mà kết hợp với cả mức độ trắng của váy cưới, mức độ lung linh của váy cưới thì nó là một combo hoàn hảo luôn. Nếu mà nói đến nhược điểm của loại nguyên liệu này thì có lẽ đấy chính là kỹ thuật để tạo hình bánh cũng như là kỹ thuật để làm ra lớp đường này nó cũng không hề đơn giản, cho nên nó đẩy giá thành lên một mức cao hơn so với cả những loại nguyên liệu khác. Tuy nhiên là như mình nói rồi đấy, nó có thể khắc phục được cái nhược điểm về bề mặt của kem bơ. Nếu như mà mọi người thực sự nhìn thấy một chiếc bánh làm từ đường fondant ở ngoài thì mọi người sẽ hiểu là lý do vì sao mình lại có một cái sự ưu ái nhất định dành cho cái loại nguyên liệu này. Bởi vì những chiếc bánh được làm từ đường fondant, vẻ ngoài của nó thực sự rất hoàn hảo, thực sự nhìn thôi là mọi người đã thấy được sự sang trọng và cao cấp rồi. Cho nên với những cô dâu chú rể nào có điều kiện, có cái mức chi kha khá dành cho bánh cưới thì mình nghĩ là mọi người nên lựa chọn những chiếc bánh được làm từ đường fondant. Tin mình đi, chắc chắn là những chiếc bánh này sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Như mình đã chia sẻ là giá cả của bánh cưới thì nó phụ thuộc vào kích thước, nguyên liệu hay là độ phức tạp của trang trí. Thế nhưng mà
nói chung thì nó sẽ được chia làm hai phân khúc. Phân khúc tầm trung thì bánh cưới sẽ có tầm giá từ khoảng 2 triệu đổ lên. Còn phân khúc cao cấp hơn, với những chiếc bánh nhiều tầng hơn, hay là nguyên liệu cao cấp, hay là các loại trang trí cầu kỳ phức tạp, thì bánh cưới có thể có giá lên đến tận 20-30 triệu. Tuy nhiên thì các cô dâu chú rể của mình hãy nhớ là đầu tư vào bánh cưới chắc chắn là một khoản đầu tư hợp lý. Bởi vì mọi người thử tưởng tượng đi, không gian tiệc cưới của mọi người đang rất đẹp, sân khấu được trang trí vô cùng bắt mắt. Thế nhưng khi mọi người bước lên trên sân khấu, hai công việc, hai nghi lễ mà chủ yếu mọi người nhận được sự quan tâm của khán phòng nhất, đấy chính là rót rượu sâm banh và cắt bánh cưới. Thế thì tại sao mọi người lại không đầu tư vào bánh cưới, đúng không ạ? Qua video này thì mình và Phi Điệp Wedding đã chia sẻ đến các cô dâu chú rể những thông tin tham khảo để mọi người có thể lựa chọn ra được một chiếc bánh cưới vừa đẹp mắt vừa phù hợp nhất. Chúng mình hy vọng là mỗi cô dâu chú rể đều sẽ có được cái quá trình chuẩn bị đám cưới suôn sẻ nhất, thuận lợi nhất. Đừng quên ghé xem các video khác của Phi Điệp Wedding, bởi vì trong những video này bọn mình sẽ còn đưa đến thêm nhiều thông tin hữu ích hơn để quá trình chuẩn bị đám cưới của các cô dâu chú rể bớt lắng lo. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.